xin chào các bạn, xin chào các bạn đi con. Yeah, Cathy xin chào các bạn, Lucy xin chào các bạn chưa. Rồi Cathy ngồi xuống mâm mâm nè. Xin chào các bạn. Hôm nay lại là giờ uống trà chiều nha các bạn. Hai con mới ngủ dậy, còn hôm nay là Lucy được ở nhà nè. Hôm nay thứ tư Lucy được ở nhà cho nên là sau khi Cathy ngủ dậy thì bây giờ mấy mẹ con ăn bánh. Hả, ăn bánh hả con? Hả? Ừ. Ăn bánh uống trà, ăn trái cây. Chứ ngày nào cũng giống nhau các bạn. Mời các bạn nha. Cái này là cái snack sô-cô-la đó các bạn, sô-cô-la với sữa nè. Để ăn, cái này thì mình để ăn buổi sáng đó thì đúng hơn. Nhưng mà cái giờ này kệ nó muốn ăn, cho nó ăn xíu. Đã hôm nay mình không có chuẩn bị bánh gato. Cuộc sống đơn giản các bạn. Thì hôm nay mình làm video này là lên chia sẻ tâm sự với các bạn chút xíu về cái chồng Tây với vợ Việt đó các bạn, và những cái nguyên nhân mà nó làm rạn nứt cái cuộc hôn nhân của tụi mình nói riêng, và mình nghĩ là nó cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái sự khác biệt nhau giữa những cặp vợ chồng mà nó hơi bị lệch nhau về tuổi tác cũng như là về khác biệt nhiều thứ đó. Thì hôm nay mình chia sẻ về cái trường hợp của bản thân mình thôi nha. Còn những người khác thì mỗi người mỗi hoàn cảnh cho nên nó có thể sẽ không giống nhau. Thì các bạn biết là mình nói là những nguyên nhân làm rạn nứt hôn nhân, chứ nó không phải là những nguyên nhân làm đổ vỡ hôn nhân. Cái hai cái này nó khác nhau nha các bạn. Thật ra để một cái cuộc hôn nhân mà bị đổ vỡ thì nó có những cái vấn đề phải là kinh khủng lắm nó mới đổ vỡ được các bạn. Tại vì khi mình đã quyết định đến hôn nhân thì không có ai mà muốn cái cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ cả. Tuy nhiên là trong quá trình sống với nhau thì mình sẽ phát hiện ra rất là nhiều điều. Giữa hai con người xa lạ đến với nhau, sống chung một nhà thì đương nhiên là nó sẽ có rất là nhiều những cái điều khác biệt các bạn. Trong gia đình của mình, các anh chị em ở trong một nhà cùng một mẹ sanh ra thì vẫn có những cái gọi là nó sự khác biệt. Thì làm sao mà hai người không quen biết nhau mà lại không có sự khác biệt được, đúng không các bạn? Thì hôn nhân mình cũng phải dùng những cái tình yêu thương để mà mình xóa lấp đi những cái không có hoàn hảo. Tại vì bản thân con người mình thì chả có ai hoàn hảo hết. Thì bây giờ mình vô đề những cái nguyên nhân mà làm cho rạn nứt thôi nha. Mình nói rạn nứt thì bạn tưởng tượng giống như cái ly. Cái ly này là một cái cuộc hôn nhân. Bình thường nếu như các bạn lấy một cái vật cứng á, bạn gõ vào nó thì đương nhiên nó sẽ không vỡ được. Nhưng khi cái ly này nó có rất là nhiều những cái vết mà rạn nứt rồi thì bạn chỉ cần lấy một cái đồ cứng bạn gõ nhẹ vô một cái nữa thôi là nó sẽ bể liền cái ly. Thì cuộc hôn nhân của bản thân mình nói riêng nó cũng giống nhau. Anh là thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ nhất là vấn đề tuổi tác các bạn. Cái lúc khi mà mới quen thì mình không nghĩ là tuổi tác nó sẽ có những cái vấn đề không có khắc phục được. Tuy nhiên trong quá trình sống với nhau thì nó lại là một vấn đề mà cũng không phải là nhỏ. Tại vì sao các bạn? Anh Tây, ông xã trước của mình là hơn mình 21 tuổi. Thì lúc nào ảnh cũng coi mình giống như một đứa con nít á. Ảnh không có coi mình giống như một người vợ. Các bạn biết không, khi mà trong một cái cuộc hôn nhân, cái người phụ nữ là cái người của gia đình, cái người quán xuyến, cái người phải là gọi là về việc sắp xếp nhà cửa này kia, bếp núc các loại ha, là người phụ nữ là chính. Còn người đàn ông
là tạo dựng sự nghiệp để kiếm tiền bên ngoài. Cái đó là truyền thống của Việt Nam mình. Mình thì không phải người phụ nữ chỉ ở nhà lo cho gia đình không, mình cũng đi làm kiếm tiền chứ. Nhưng mà mình nói về vấn đề tuổi tác ở đây là trong đầu của ảnh lúc nào anh cũng nghĩ mình giống như đứa con nít, không biết gì. Bất kỳ một cái vấn đề gì ảnh cũng nghĩ là ảnh biết nhiều hơn mình nè. Ảnh cũng nghĩ là ảnh làm tốt hơn mình nè. Cái lúc nào ảnh cũng nói là ảnh hơn mình tới 21 tuổi. Cho nên là những cái việc mà ảnh nghĩ là phải đúng hơn mình. Đó, cái đó là cái vấn đề vô tình. Mình giống như đứa con trong nhà chứ không phải là người vợ các bạn. Thì các bạn tưởng tượng cái cảm giác mà cái người chồng của mình không có lắng nghe mình đó, thì các bạn sẽ cảm thấy sao? Một ngày ok, vài ngày ok, nhưng mà gần cả chục năm thì đương nhiên nó không ok rồi, đúng không? Thì đó là một trong những nguyên nhân thứ nhất ha, dẫn đến cái sự gọi là rạn nứt trong cái cuộc hôn nhân của mình. Vấn đề thứ hai nữa là các bạn biết không, ảnh cũng tương đối gia trưởng đó. Thì cái sự khác biệt tuổi tác và cái vấn đề gia trưởng là nó cũng coi như là mình gộp vô chung luôn đi ha. Bây giờ mình qua cái vấn đề thứ hai. Cơ bản nhất là cái tánh ảnh rất là nóng tánh. Mỗi khi mà ảnh nóng tánh lên á, là ảnh nói nhiều và nói những cái lời rất là nặng nề. Mà bản thân mình á, thì mình không có quen nghe người khác nói nặng. Mà các bạn biết cái điều tổn thương, làm mình tổn thương nhiều nhất là cái người chồng của mình, người đầu ấp tay gối, người yêu thương mình. Mình cảm giác như ảnh yêu thương mình rất là nhiều, nhưng mà ảnh dùng những cái lời lẽ đó nặng nề để mà nói với mình. Cái điều đó là điều làm cho mình bị tổn thương. Thì một ngày, một lần, vài lần mình có thể tha thứ, nhưng mà nhiều lần quá tự nhiên cái nó làm cho mình trở nên bị lì á các bạn, bị chai lì á. Rồi đến lúc đầu các bạn biết không, khi mà nghe những lời nói nặng, mình buồn và mình tức, mình giận, rồi mình khóc. Mình khóc dữ lắm và mình giận, mình hờn các thứ. Nhưng mà riết rồi đến một thời gian, mình nghe giống như nước đổ lá môn đó các bạn. Không còn cảm giác luôn các bạn. Mà một khi mà bản thân người phụ nữ mà đã không có còn biết giận hờn người chồng của mình, có nghĩa là hết tình yêu rồi các bạn. Đó. Mà cái người chồng của mình á, cái tánh của ảnh, ảnh dễ nổi nóng lắm. Ảnh có thể nổi nóng với bất kỳ một cái gì, chứ không phải là nổi nóng với bản thân mình không đâu nha. Nổi nóng với ngay cả cái thùng rác ảnh cũng có thể nổi nóng được. Rồi có một lần ảnh nổi nóng với cái thùng rác, xong mình lấy cái tay ảnh đấm vào trong cái thùng rác, thế là cái thùng rác nó rạch ảnh một cái và phải đi bệnh viện á, để mà khâu gân lại các bạn. Các bạn thấy không? Tại sao mình phải bực bội và mình sẽ gây hại cho mình? Và khi ảnh nóng tánh, ảnh nói ảnh không có suy nghĩ, ảnh nói cho đã xong rồi. Có nhiều khi mình biết là ảnh nói nữa ảnh sẽ làm cho mình tổn thương rất nhiều, và mình nói anh đừng nói nữa, anh ngưng đi. Nhưng ảnh không ngưng được các bạn, ảnh cứ tiếp tục nói cho đã cái miệng của ảnh thôi. Đó là nguyên nhân thứ hai ha, là nguyên nhân thứ hai làm rạn nứt cái cuộc hôn nhân của mình. Nguyên nhân thứ ba là các bạn biết cái gì không? Các bạn biết là sau khi mà sanh Lucy vào năm 2011, thì mình sanh Lucy là vào tháng 4 đó. Thì sau khi sanh Lucy khoảng được 1 năm là mình bắt đầu làm việc các bạn. Mình vừa giữ con ở nhà và mình vừa làm việc từ sáng tới tối. Các bạn biết là cái lúc đó là công việc của mình rất là nhiều. Mình phải vừa đi nhập hàng, vừa gói hàng, vừa giao hàng, vừa gửi hàng. Nói chung là ôm một đứa con nhỏ mới có 1 tuổi chưa tới nữa là mình đã bắt đầu công việc rồi. Tại vì cái cuộc sống ở nhà mà không làm gì ra tiền là mình không thích cái cuộc sống như vậy. Coi chừng đứt tay nghe con. Cho nên cơ hội nó tới lúc nào là mình nắm bắt và mình làm rất là say mê các bạn. Mỗi khi mà mình đã đam mê làm một cái việc gì rồi là mình cố gắng hết sức, mình làm rất là đàng hoàng. Thì các bạn tưởng tượng đi, một người phụ nữ ở nhà giữ con dạy thôi, nó đã rất là mệt rồi. Biết bao nhiêu việc không tên,
mà rất là nhiều việc không tên. Ví dụ như nè, buổi sáng ảnh đi làm thì mình ở nhà mình phải lo con, lo con mà con nó còn nhỏ mà cho nó nè, nào là thay tã, nào là cho nó bú, nào là cho nó ăn dặm. Mà các bạn biết con nhỏ là nó bú bao nhiêu cử, rồi cho nó ngủ, rồi tranh thủ là mình phải bán hàng, mình phải gói hàng, mình phải làm đủ thứ trên đời. Rồi tới chiều tối ảnh về thì mình để cho ảnh giữ con, đúng không? Vậy mà ảnh nói với mình á, ảnh nói là mình không làm cái gì hết. Ảnh đi làm về là giao con cho ảnh rồi mình không làm cái gì hết. Vậy trong cả ngày đó thì mình ở nhà mình làm cái gì? Trong nguyên một ngày thì ai giữ con trong khi ảnh đi làm ở ngoài? Các bạn thấy không? Chính cái sự phủ nhận công sức của người vợ lại làm cho mình, bản thân mình bị tổn thương rất nhiều lần. Và cái tổn thương này các bạn, mình giữ trong lòng rất là lâu. Và sau đó các bạn biết không, mình cảm thấy là cái người này á, hình như họ không còn yêu mình nữa. Họ không còn yêu mình nữa, cho nên là họ mới suy nghĩ như vậy. Và họ phủ nhận những cái cố gắng của mình. Họ không nhìn thấy được cái giá trị của mình. Mình là vừa giữ con, vừa làm việc kiếm tiền. Mà các bạn biết không, thời điểm đó đó, mình ở nhà mình làm việc và mình giữ con cùng lúc ha. Nhưng mà mình kiếm được nhiều tiền hơn lương của anh đi làm một tháng, các bạn tin không? Không cần ai phải chứng minh hết. Chính bản thân ảnh là cái người biết rõ. Các bạn cứ tưởng tượng một tháng mình làm hơn lương của ảnh đó. Mà lúc đó lương của ảnh là cũng phải 3.000. Vậy đó mà ảnh phủ nhận, là ảnh nói mình không có làm gì cho ở nhà, không có làm gì. Các bạn biết tại sao ảnh nói mình không làm gì không? Tại ảnh nói là mình ở nhà mình không có dọn dẹp nhà cửa. Mà thử hỏi các bạn, cái đứa con nó còn nhỏ xíu, các bạn cứ đi theo sau đuôi của nó, các bạn dọn rồi nó cũng xả ra lại thôi, đúng không? Nó ăn uống nó phải bôi, rồi nó chơi đồ chơi nó hết cái này thì nó bày cái khác ra, làm sao mình dọn cái nhà nó sạch bóng giống như chỉ có hai ông bà già ở được? Cái đó là cái điều không thể. Những bạn nào mà đang có con nhỏ thì các bạn rất là hiểu cái vấn đề này. Giữ một đứa con thôi nó đã rất là mệt rồi các bạn. Nó mệt hơn mình đi ra ngoài làm việc rất là nhiều. Còn cái này vừa ở nhà giữ con vừa làm việc nữa mà còn nói mình là không làm gì chứ. Bản thân mình á, mình đâu có phải là một cái người hoàn hảo, một cái cỗ máy làm việc đâu các bạn. Mình cũng là con người, mình cũng biết mệt, mình cũng có một cái sức mức độ nào vừa phải thôi, đúng không? Với lại hơn nữa các bạn biết sao không? Ảnh chê mình á là làm việc nhà không có giỏi nè. Không có phải giống như là mấy cái người vợ nội trợ ở nhà, chỉ có là sáng mở mắt ra là nghĩ tới việc giặt quần áo. Bỏ đồ vô trong máy giặt. Sau đó rồi là phải nghĩ tới việc gì? Chăm con. Sau đó là nghĩ tới việc nấu ăn. Sau đó là nghĩ tới, nói chung là những công việc của gia đình. Nhưng mà thử hỏi các bạn, nếu như các bạn vừa làm việc để kiếm tiền nữa thì làm sao các bạn có đủ cái khoảng thời gian và đủ cái sức của mình để mình làm hết tất cả mọi việc trong gia đình? Với hơn nữa là các bạn biết sao không? Ảnh là một người khá kỹ tính, cho nên cho dầu mình dọn dẹp cỡ nào theo cái gọi là cái mình thấy là được rồi đó thì vẫn chưa bao giờ được với ảnh. Ảnh hơi kỹ tính, rất kỹ tính nha, không phải hơi đâu, rất kỹ tính. Mà bản thân mình các bạn biết không, thật sự mà nói nha, khi mà trước khi lấy ảnh mình giống như một tiểu thơ bài cát. Mình chưa bao giờ trong cuộc đời từ khi sanh ra cho tới lúc lớn lên mà ở nhà mình phải rửa một cái chén đâu các bạn. Không có. Các bạn biết tại sao? Mẹ mình hồi xưa đi làm kinh tế. Bản thân mẹ mình cũng là một cái người phụ nữ đi ra ngoài kiếm tiền lo cho gia đình. Cho nên là cái công việc nhà bếp núc với lại là dọn dẹp nhà cửa là không bao giờ làm. Thì sau đó là mẹ mình mới mướn hai người giúp việc ở trong nhà, là coi như từ khi mình nhỏ cho tới khi mình lớn là có hai cô giúp việc ở trong nhà. Mình có thêm bốn đứa em gái nữa nha các bạn. Có nghĩa là tổng cộng gia đình mình là năm chị em gái ha. Nhưng mà mình không có làm việc nhà và không có những một đứa em nào hết.
Thì tại vì trong nhà lúc nào cũng có hai người giúp việc rồi đó. Một người là lo giữ một em bé và một người là lo nấu ăn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Mẹ mình phải mướn tới hai người để làm việc ở trong nhà. Và mẹ mình là cái người đi kiếm tiền, là thành ba người không? Bây giờ bắt mình một mình phải làm công việc của ba người đó, làm sao mình làm nổi được? Phải hiểu chứ, đúng không? Mình vừa kiếm tiền giống như mẹ mình, rồi mình còn vừa giữ con giống như cái người, cái chị giúp việc giữ em bé, rồi là mình lại phải vừa là người làm việc nhà giống như cái chị giúp việc, chỉ có làm việc nhà không nữa. Bản thân mình là, các bạn thấy không, tông teo yếu đuối vậy mà biểu mình làm hết tất cả những công việc dạng sao mình làm nổi, mà mình nghĩ là cũng không có ai làm nổi đâu các bạn. Các bạn làm cũng một việc thôi. Các bạn có giỏi thì các bạn đi kiếm tiền. Các bạn không có đi kiếm tiền ở nhà thì các bạn làm việc nhà, ví dụ vậy, giữ con, đại loại là như vậy. Chứ một người làm sao mà làm được hết tất cả những cái công việc đó được. Và không có ai là hoàn hảo hết, cho nên là ảnh không có biết là cái ảnh cần là nó quá sức và mò kim đáy biển. Thật sự mà nói nha các bạn, khi mình đã thấy ảnh là gọi là mình cứ giải thích hoài ảnh cũng không có hiểu được cái điều đó. Cứ nói mình ở nhà không làm gì thôi, nhưng mà không thấy được là những gì mình đã làm. Cái đó là cái nguyên nhân thứ ba làm rạn nứt cái cuộc hôn nhân của tụi mình. Và cái này cũng rất là ghê gớm. Các bạn biết không, tất cả những cái đó là nó làm mình tổn thương kinh khủng khiếp lắm. Và mình cứ giữ trong lòng, đến một lúc nào đó mình bị đơ và mình thả luôn. Có nghĩa là anh nói kệ anh nói tự anh nghe, tôi không nghe nữa, tôi cũng chẳng buồn, tôi cũng không giận nữa. Anh muốn làm anh tự làm. Anh thấy tôi dọn chưa vừa ý, hoặc là anh thấy cái này tôi không dọn thì anh tự đi dọn đi. Vậy đó, thì có nghĩa là tình yêu nó bắt đầu. Mẹ không ăn cái này, để chút xíu nữa mẹ. Mẹ xíu cục cưng. Các bạn biết không, cái tình yêu á, mình phải vuông đắp, mình phải nhìn thấy cái đối phương đã làm gì, cái giá trị của cái đối phương là gì, để cho mình gọi là mình cân bằng được cái điểm tốt và cái điểm xấu. Tại sao ảnh không nghĩ là mình ở nhà giữ con mệt, mà ảnh nói là cái đó là cái gọi là cái thiên liêng cao cả, ông trời ban cho được ở nhà giữ con là sướng. Vậy thì ảnh tại sao ảnh không ở nhà giữ con để cho mình đi làm? Nói như vậy cũng không nó hơi khập khiễng đúng không các bạn, nhưng mà thật sự là ảnh đòi hỏi ở mình quá nhiều chứ không gì hết trơn á. Mình á, ảnh muốn một người vợ phải sao các bạn biết không? Vừa đẹp, vừa giỏi kiếm tiền ha. Rồi còn phải giỏi nấu ăn. Rồi còn phải giỏi dọn dẹp nhà cửa. Rồi giỏi tà la tá lả, giỏi đủ thứ. Mình không phải là một con người hoàn hảo, mình đâu có giỏi dữ vậy. Trời ơi, mình cảm nhận bản thân mình là quá giỏi rồi đó, nhưng mà vẫn không đủ giỏi. Cho nên là ảnh cứ chê mình hoài thôi. Mà chính cái điều đó nó làm cho mình bị tổn thương rất là nhiều. Sau rồi cuối cùng là tình yêu của mình nó chết dần chết mòn đi theo với thời gian các bạn. Thì cái cuộc hôn nhân của mình nó vui vẻ và rất là tốt đẹp. Phải nói là anh chăm sóc và anh ấy là một người rất lãng mạn trong 3 năm đầu tiên của cuộc hôn nhân. Sau khi mà có Lucy ra đời á, là những cái toàn là những cái vớ vẩn trong gia đình, nó làm cho rạn nứt tình cảm, rồi nó làm cho mất tình cảm. Cho nên là cái rạn nứt hôn nhân này nó âm ỉ là từ khi Lucy được khoảng 1 tuổi và cho tới năm 2016. Từ năm 2011 là Lucy sanh, thì 2012 là bắt đầu là nhiều sự cố. Rồi về sau này các bạn, cho tới năm 2014-2015 là cãi nhau liên tục. Cãi nhau các bạn cứ tưởng tượng, cứ hả cái miệng ra là cãi. Đến nỗi là không dám nói chuyện luôn các bạn biết. Nhiều khi mình, ảnh nói cái gì mình giả bộ không nghe luôn á, để cho không cãi. Chứ không là ảnh nói cái gì là mình nổi điên, cái đó không hiểu tại sao. Mà người ta nói cái sao các bạn biết không? Hai cái tuổi nó khác nhau á, cũng là cái vấn đề gây nên cái gọi là khắc khẩu á các bạn. Cứ chực hờ mở miệng ra là khắc à. Ngay cả các bạn có tin không, từ khi lấy ảnh cho tới khi mà mình quyết định ly hôn với ảnh, chưa bao giờ ảnh nói cái gì ra mà mình nói ok, mà chưa bao giờ mình nói cái gì ra mà ảnh nói ok ha.
mình mà nói A là anh phải nói B, mà mình mà nói B là anh phải nói A. Nó phải ngược ngạo như vậy mới được. Rồi cuối cùng là mình phải nổi điên. Mình phải nổi điên là mình phải gân cổ lên, là mình phải bào chữa, là mình nói chung là mình phải giữ cái chính kiến của mình. Thì sau đó là anh sẽ nghe theo. Cứ lúc nào cũng vậy, cuối cùng anh cũng vẫn nghe theo. Nhưng mà anh phải gân cổ lên trong khoảng một thời gian, sau đó anh mới nghe. Đó là các bạn biết không, ba cái nguyên nhân chính dẫn đến cái cuộc rạn nứt. Và sau đó đương nhiên là các bạn biết là giống như cái ly nước đầy á, chỉ cần thêm một cái giọt nước vào nữa là nó sẽ làm tràn cái ly ngay. Hoặc là nhiều vết nứt quá rồi, bạn chỉ cần gõ nhẹ một cái thôi là nó sẽ vỡ cái ly ngay. Cho tới một cái thời điểm là 2016 thì đúng là có một giọt nước làm tràn ly các bạn. Cái lúc đó là mình đã gặp một cái tình đời mình nó kinh hồn ghê lắm các bạn. Và chính cái tình yêu đó đã làm cho mình quyết định dừng cuộc hôn nhân này với lại anh xã trước. Và mình đã chuyển hướng cuộc đời mình đi theo một cái con đường khác. Thì video đến đây nó cũng hơi quá dài rồi. Mình sẽ xin dừng video ngày hôm nay ở đây nha. Rồi mình sẽ kể cho các bạn nghe là cái tình yêu kinh khủng khiếp đó nó như thế nào ha. Trời ơi nó ghê lắm các bạn ơi, không thể nào diễn tả được trong cái khoảng thời gian đó, là kinh khủng lắm. Mình sẽ kể cho các bạn nghe, các bạn yên tâm chờ đợi ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều đã ngồi nghe mình nói chuyện. Mình rất là vui khi mà được ngồi tâm sự với mọi người như vậy, để trải lòng chứ không có gì hết các bạn. Tại vì cái này là nỗi lòng của mình đã giữ gìn, mình đã ghim trong lòng mình từ lâu lắm rồi. Bây giờ nói ra là để cho nó thoải mái thôi, chứ không phải nói xấu gì đâu. Bây giờ còn gì nữa đâu mà nói xấu. Với lại mình không có thói quen nói xấu bất kỳ một người nào, mà đặc biệt anh đã từng là cha của con mình, là người chồng của mình hồi xưa, thì không có lý do gì mình đi nói xấu người ta cả, đúng không các bạn? Và nha các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn đi con. Bye bye hai cục. Bye bye. Yeah, giỏi quá. Bye bye.